đang mặc từ thua nào trên đồi núi thật tàn khô. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với Nghĩa Audio. Hôm nay trong nội dung clip này thì em xin trân trọng giới thiệu anh em một lô loa mới vừa về với nhà em. Đấy là dòng loa của Audio Center Full 30 anh em nhé. Một trong những dòng loa rất là đình đám trên thị trường hiện nay. Đấy, Audio Center này. Đấy, mấy bạn hàng là PF12 bát 30. Đấy, tép kèn. Đối với dòng này của nó là hàng loại 1 China anh em nhé. Hàng loại 1 China. Đấy, anh em có thể nhìn đây, rất là đẹp. Đối với dòng này thì nó là sơn sần cát. Sơn sần cát, một loại sơn rất là đắt tiền. Em có thể sang đây cho mọi người cùng xem. Ở đây là một cái em đã tháo cái căng ngoài rồi, để anh em có thể nhìn được. Đối với cái bát này là bát 30 này. Bát 30, đốn này là côn 76 anh em nhé, côn 76. Chép kèn đỏ, chép kèn đỏ, nhựa composite cao cấp. Còn cái lớp sơn này, em nhìn kỹ vào lớp sơn này. Lớp sơn này là sơn sần cát anh em nhé, sơn sần cát. Cực kỳ đẹp luôn. Phía bên hông thì sẽ có tay sách và hai ốc để là mình treo ngang. Đấy, ở trên đỉnh của loa thì cũng có ốc để mình treo đứng nha anh em nhé. Đây là một chiếc loa em có thể để đứng lên để treo ốc này anh em này. Đây, cho anh em xem một chiếc này. Đấy, anh em có thể nhìn từng khía cạnh một nhá. Ở trên này sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 cái ốc của mình có thể treo đứng được. Lớp sơn sần cát chống nước anh em nhé. Đối với lớp sơn này thì làm nó rất là khó anh em nhé. Thì cái hàng nhập khẩu từ bên kia thì mới có những cái lớp sơn như thế này, sơn sần cát này. Anh em có thể cạo vào đây bây giờ biết ngay anh em nhé. Về phần mặt sau, đây là mặt sau của chiếc loa. Đấy, Audio Center, mã hàng là PF12, được in một sơn đỏ này. Đấy, high end dynamic speaker highway. Đấy, 12 inch. Đấy, 12 inch nghĩa là bát 30 anh em nhé. Ở đây là 400W này. Đấy, ở đây nó sẽ thể hiện cái góc phủ của loa là 90 độ nhân 60 độ. Đấy, cộng trừ 6 dB. Đấy, tần số là 50Hz đến 24 này. HPF 55 đến 135Hz này, súp nha. Đấy, giải súp của nó thể hiện ở 55 đến 30. Số series. Đấy, COCQ đầy đủ hết anh em nhé. Thì trang chủ của nó là Audio Center này, tanmicaudio.com, www.acpro.net này. Rất là mịn và đẹp không anh em. Còn đây là một chiếc nữa thì mình sẽ cho anh em xem về phần nội thất của chiếc loa này. Thì đầu tiên là sẽ xem anh xem cái kèn này. Ở đây tôi vít tháo luôn cái kèn nha em, tháo rời luôn hẳn ra. Đối với dòng này thì kèn này thì nó bắt vít bằng con vít anh em nhé, chứ nó không hàn cũng không cắm gài, nó vít bằng vít ốc, ốc vít hết, kể cả tên phân tần. Đây cái bát cho anh em xem bát trước này, để anh em tháo ra cái chép xong. Đấy, đây là chép nha anh em nhé. Đây là bát này, bát Audio Center. Đấy, anh em nhìn thớ từ rất là dày. Đấy, nhìn xung quanh viền này. Đấy, đây là Audio Center. Đấy, hơi lóa một chút này. Đấy, custom modern made in Saipan, là Saipan Tây Ban Nha anh em nhé. Baima, do công ty Baima sản xuất anh em này. Đấy, em nhìn rõ chưa? Gân này, gân dạng xếp này, anh em nhìn thấy cái gân của cái màng loa không? Đấy, cái mã này là 12F 400B.
Đấy, màng gần đây. Côn loa đây. Đấy, côn 76 rất là to anh em nhé. Cái dòng này nó làm côn như thế này, tiếng rất là sâu. Gân phủ lên đây. Đấy, ok. Đây là cái kèn loa anh em nhé. Kèn loa này anh em nhìn rõ này. Lấy nét thì khó nha. Đấy. Nó vít bằng hai con ốc này anh em nhé. Bên có dấu cộng này là dương này. Dấu cộng này là dương này. Bên có dấu trừ này là âm nhé. Đấy, em kéo kẹt đúng vào. Ok. Để xem cái phần tần em. Đối với cái lô này thì nó sẽ là bông đen anh em nhé. Bông đen thì phần tần của nó sẽ là màu xanh. Còn lại bông trắng thì kia thì nó sẽ phần tần màu vàng. Đấy, hai dòng đều là như nhau hết. Phần tần rất to và khủng của em nhé. Đấy, lấy nét lại cho anh em này. Tất cả những cái vít ở trên cái phần tần này nó đều bằng vít nhé. Nó không phải hàn mà nó vít luôn. Vít bằng châu ốc này. Đấy. Đầy đủ hết. Cái phần tần này nó to hơn cả bàn tay của mình nhá. Nó nằm ở bên phía bên bát này. Bát thì khoảng 1/2 bên này, nó nằm ở giữa thùng loa. Đấy, anh em nhìn thấy rõ không? Rất là to anh em nhá. Đây. Đấy, có cả cái tem anh em nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ thử nhanh cho anh em qua chất âm của nó anh em nhé. Mình sẽ cắm lên cái chiếc loa này. Hiện tại thì lột về cùng lô này nó sẽ có cái cả của CIF anh nhá. CIF này. CIF này thì phiên bản của nó là bát 30 mà sắt từ trắng. Bát 30 sắt từ trắng. Em sẽ có một clip full về cái dòng này. Đấy, bát 30. Đấy, rất là khủng của CIF. Này em mã là BL12. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Quá khủng bố luôn. Đấy, cái khủng chép của CF này. Đấy, chép này là có cái côn 450. Cắm đuổi dây lên đuôi audio center đi em. Đang thử bằng cái loa CIF anh em nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ cắm đổi lên loa audio center ở trên. Thank you.
mình đã thử xong cho anh em về cái con đẩy này, con loa này. Thì mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ đến Nghĩa Đô qua số điện thoại 0934573743 anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo.